Bà ngoại bé VA gây gắt mắng còn rễ, câm phẫn khi lịnh án 8 năm, luật sư quyết kháng cáo. Cho rằng bản án 8 năm chưa đủ sức trăng đe đối với Nguyễn Kim Trung Thái, bà ngoại bé VA bày tỏ sự bức xúc sau phiên tòa. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng mong muốn sử dụng quyền kháng cáo để đòi lại công bằng cho nạn nhân. Sau 11 tháng, kể từ thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam, điều tra về hành vi tước đoạt mạng sống của bé VA, chiều ngày 25 tháng 11 – tòa gia đình và người chưa thành niên, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án cao nhất. Hội đồng xét xử nhận định việc làm của đối tượng là mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo giáo dục, cần cách ly khỏi xã hội. Đối với cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên án 3 năm tù về tội đầy đoạn người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. Đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, dư luận cho rằng đây là kết quả xứng đáng, đúng người đúng tội. Tuy nhiên, việc bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái chỉ lĩnh án 8 năm tù đã gây dư luận trái chiều. Đa phần đều lĩnh án đối tượng bởi sự vô trách nhiệm, nhu nhược, không quan tâm đến con cái. Bản thân Thái là bố đẻ nhưng lại dung túng cho Trang trực tiếp ra tay dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí vào thời điểm bé VA nhập viện, Trung Thái vẫn bình tĩnh so camera nhằm bao che cho người tình. Được biết, luật sư bào chữa cho bị hại đã nhiều lần đề nghị trả hồ sơ, thay đổi tội Nguyễn Kim Trung Thái thành tức đoạt mạng sống, đồng phạm với Trang nhưng không được Viện Kiểm sát chấp nhận. Tại phiên tòa, vì lý do sức khỏe nên mẹ ruột bé VA không tham dự, mà chỉ có bà ngoại và người thân. Hình ảnh gia đình cầm di ảnh bông cúc trắng nhằm phản đối hành vi của Trang và Thái càng khiến netizen thêm xót xa. Đặc biệt, sau khi nghe xong phận tuyên án của con rể, bà ngoại bé VA không giữ được bình tĩnh bà liên tục hét lớn chỉ trích những tội ác mà Thái đã gây ra cho cháu mình. Gần một năm theo đuổi vụ án, người phụ nữ hiện rõ sự mệt mỏi, ánh mắt thất thần, trưng trưng khi nhắc đến người cháu xấu số. Đề nghị thẩm phán và cha đăng xuất vị Thái là chủ mưu, con bé ngoan hiền, học giỏi sao lại ra tay với nó? Bà ngoại bé VA nói. Trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Anh Thơm, người trực tiếp tham gia bào chữa cho bé VA, mới đây cũng đưa ra phát ngôn Luật sư cho rằng phán quyết từ hội đồng xét xử chỉ mới thỏa mãn một phần yêu cầu, nguyện vọng khi xử phạt bị cáo trang. Riêng hình phạt 8 năm đối với bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái là chưa đủ tương xứng. Trong bài viết của mình, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng nhắc đến quyền kháng cáo sau khi tòa tuyên án. Với tư cách là người bảo vệ cho bị hại, luật sư Thơm bày tỏ mong muốn sẽ đi đến cùng để đòi lại công bằng cho bé về A. Trong thời hạn luật định là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án thì người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhiệt điểm về tâm thần hoặc thể chất, có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của mình mà người mình bảo vệ. Vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành, thời hạn tòa án thụ lý đơn kháng cáo và xét xử phúc thẩm là bao lâu? Trong đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, gia đình nạn nhân không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái và đề nghị cấp phúc thẩm xử lý bị cáo về tội giết người. Lý do được đưa ra là Nguyễn Kim Trung Thái là cha đẻ trực tiếp chăm sóc cho cháu VA nhưng đã đăng tâm cùng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành cháu suốt một thời gian dài. Nếu không có sự đồng ý của Thái, chắc chắn Trang không có cơ hội sát hại cháu. Hình phạt với bị cáo Thái là quá nhẹ chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của bị cáo. Ngoài ra, gia đình bị hại cũng đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt tử hình về tội giết người, 3 năm về tội hành hạ người khác với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Về trình tự và thời hạn tiếp nhận và xử lý đơn kháng cáo, bản án hình sự sơ thẩm, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Với đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại điều 338 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 với đơn kháng cáo không hợp lệ nhưng nội dung chưa rõ, tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ. Còn với đơn kháng cáo đúng quy định nhưng quá thời hạn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu đồ vật nếu có để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo, trong 3 ngày kể từ ngày nhận đơn, tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, viện kiểm sát cung cấp trong đó ghi rõ lý do của việc trả lại đơn. Việc trả lại đơn có thể bị khiếu nại trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi nhận đơn kháng cáo hợp lệ, tòa án thụ lý vụ án và tiến hành xét xử theo thủ tục phúc thẩm. Tòa án ra thông báo thụ lý vụ án và tiến hành các bước chuẩn bị xét xử và xét xử theo quy định. Về thời hạn giải quyết phúc thẩm, điều 242 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 nêu rõ, tòa án nhân dân cấp tỉnh phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 60 ngày. Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, chậm nhất 15 ngày trước ngày mở phiên tòa, tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo bằng văn bản cho viện kiểm sát cung cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian địa điểm xét xử phúc thẩm vụ án. Ngày nhận hồ sơ vụ án là ngày tòa án cấp sơ thẩm chuyển hồ sơ lên tòa cấp trên để xem xét. Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận nhu nhược trước người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang, hối lỗi nhưng đã quá muộn. Sáng 25 tháng 11, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi VA bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang cùng cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành đến tử vong. Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc trước tòa xác nhận cáo trạng truy tố là đúng. Trang thừa nhận đã dùng roi đánh bé VA, dùng gây kim loại đánh vào đầu, nhốt nạn nhân vào chuồng chó và hàng loạt các hành vi khác. Về phía Nguyễn Kim Trung Thái, cha bé VA bị xét hỏi nghe sau đó cũng thừa nhận sự việc như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên theo lời Thái, hành động xóa dữ liệu camera an ninh vì lúc đó bé A bị phun ói và phun nhiều vào toilet, còn bản thân Thái thì tinh thần bấn loạn. Cơ quan điều tra xác định Thái là cha ruột bé VA, không những không chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ con mà còn hùa theo Trang đánh đập hành hạ cháu bé. Lúc biết hành vi phạm tội của Trang, Thái còn xóa dữ liệu camera của căn hộ để che giấu cho người tình, gây cản trở quá trình điều tra. Trả lời đại diện viện kiểm sát về hành vi của mình, Thái ngập ngừng nói: "Bị cáo hối lỗi nhưng đã quá muộn, nếu như bị cáo ngăn chặn Trang từ trước thì đã không xảy ra như ngày hôm nay." Điều này thể hiện tính nhu nhược của bị cáo. Giải thích việc ngăn cấm vợ cũ gặp con gái, Thái cho rằng do bị gia đình vợ lập tài khoản Facebook giả nói xấu gia đình mình và Trang giật chồng. Tuy nhiên, lời khai này không được hội đồng xét xử chấp thuận. Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ chối ăn uống trước phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tới tử vong. Sáng 25 tháng 11, tòa gia đình và người chưa thành niên chính thức mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bé gái 8 tuổi VA bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang cùng cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành đến tử vong. Từ sớm nhiều người dân đã có mặt phía trước cổng tòa án, xếp hàng chờ được vào bên trong để theo dõi trực tiếp phiên tòa. Hơn 8 giờ sáng phiên tòa chính thức bắt đầu. Trả lời trước tòa vào sáng nay, Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết sức khỏe tương đối ổn định nhưng bị cáo đã từ chối ăn uống. Bị cáo Trang đồng ý với quyết định xét xử phiên tòa vào hôm nay. Tại tòa bị cáo Trang khai mình chưa có tiền án tiền sự và bị tạm giam từ tháng 12 năm 2021 cho đến nay. Khi được hỏi về nhân thân, bị cáo Trang trả lời to rõ ràng nhưng khá nhanh nên bị chủ tọa nhắc nhở nói chậm lại. Về phía bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, vào lúc 8 rưỡi sáng hội đồng xét xử công bố kiến nghị của luật sư. Luật sư đề nghị đổi tội danh với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người. Được biết, phiên xử do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên làm chủ tọa, tham gia tố tụng có 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bảo chữa cho các bị cáo. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập các giám định viên và 5 người làm chứng. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Tòa đã quyết định dựng dạp rộng khoảng 600m2, bố trí màn hình ra sân tòa để mọi người theo dõi quá trình xét xử. Công tác tổ chức phiên xử được gấp rút hoàn thành vào ngày trước đó, 24 tháng 11.